Hi everyone. Today I will correct the exercises in your workbook by cities. Okay, now take out your workbook and we start the lesson today. Lesson 1, words. Exercise 1. Look and count. Look at the letters, write the word. Thì trong phần bài tập này người ta yêu cầu các em là hãy quan sát bức tranh, đếm và hoàn chỉnh câu bằng cách sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ đúng. Now it's very easy for you. Number 1, there are 8 mountains. You can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 mountains. Now, number 2, there are 6 waterfalls. 6 waterfalls. Number 3, there are 2 oceans. Number 4, there are 4 lakes. Okay, now we turn to exercise 2. Write. Wide, waterfall, deep, mountain, high, lake, ocean. Thì bây giờ các em sẽ sử dụng những từ người ta cho sẵn để chúng ta hoàn chỉnh các câu sau. Bằng cách là chúng ta sẽ quan sát bức tranh và chọn từ cho đúng. Thì đây các em sẽ sử dụng một tính từ kết hợp với một danh từ. Thì tính từ các em sẽ quan sát cái dấu mũi tên để mình biết đó chúng ta sẽ sử dụng tính từ gì. Ví dụ chúng cô có câu số 1. Number 1, this is the high waterfall. Ở đây là một cái thác cao. Các em nhìn theo dấu mũi tên chúng ta sẽ điền từ cao, high. Và các em nhớ tính từ chúng ta sẽ đặt trước danh từ. Như vậy câu số 2, các em thấy có hình ảnh một cái hồ và một dấu mũi tên chỉ như thế này. Thì đó chính là độ rộng của cái hồ. Như vậy nói đây là cái hồ rộng. Chúng ta sẽ dùng từ wide. This is a wide lake. Number 3. This is a high mountain. Đây là một cái núi cao. Number 4. This is a deep ocean. Deep. Đây. Cả hai bài tập số 1 và số 2 rất là dễ phải không nào? Người ta chỉ ôm lại từ vựng cho các em. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào phần bài tập của lesson 2. Thì trước khi vào bài tập cô muốn ôm lại cho các em một số nội dung. Now let's review. Bây giờ cô sẽ ôm lại cho các em hai mẫu câu, đó là so sánh hơn và so sánh nhất. Thì các em quan sát vào hai cái khung này cho cô. So sánh hơn đối với tính từ, các em nhớ chúng ta sử dụng động từ to be đặt trước. Sau đó tính từ các em thêm gốc er vào và chúng ta thêm từ than vào phía sau. Ví dụ cô có câu là she is taller than me. She is tall, cô ấy cao. Bây giờ nói cô ấy cao hơn tôi thì cô sẽ thêm gốc er vào sau từ tall, taller than me. Còn ô thứ hai cô có từ là so sánh nhất. So sánh nhất superlative và so sánh nhất. Thì các em chú ý cho cô, so sánh nhất các em luôn luôn nhớ cho cô phải thêm từ the vào phía trước tính từ và phía sau tính từ các em sẽ dùng, các em sẽ thêm vào est. Các em lưu ý cho cô nha, cô nhắc lại. So sánh nhất các em sẽ thêm the vào trước tính từ và sau tính từ các em sẽ thêm gốc est vào. Ví dụ cô có câu ví dụ sau đây. She is the tallest girl in my class. Bây giờ chúng ta bước vào làm bài tập. Exercise 1. Write a check or S for each sentence. Now you look at this picture. You read this sentence and decide if they're right or wrong. Now in this picture, we have three boys, Adam, Ben, Kat. 1. Ben's taller than Kat, right? Number 2. Kat's taller than Adam. Kat's taller than Adam, no. Number 3. Adam's the tallest. Adam's the tallest, okay, right?
We have a check. Now, in this picture, we have three kinds of transportation: planes, cars, and bike. Number four, planes are the fastest. Planes are the fastest, right? Five. Bikes are faster than cars. Wrong. Six. Cars are faster than bikes. Right. In the last picture, we have elephant, cheetahs, and mouse. Now, cheetahs are the biggest. Cheetahs are the biggest. No. 8. Cheetahs are bigger than mice. Cheetahs are bigger than mice. Right? Number 9. Elephants are the biggest. Elephants are the biggest. Right. Như vậy cô vừa hướng dẫn xong cho các em phần bài tập nói về so sánh hơn và so sánh nhất. Thì trong phần bài tập của lesson của bài học số 2, lesson 2, chúng ta còn một bài tập nữa, đó là bài tập số 2 là bài luyện nghe. Thì vào tiết học sau cô sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập này nhé. Ok, that's enough for today. Goodbye. See you next time.